Đinh Xuân Tiến chuyền điểm và pha lập công của cầu thủ màu xanh thay người Xuân Đại. 1-0 dành cho Sông Lam Nghệ An với một vài dàn xếp đá phạt phải nói là rất đẳng cấp. Xin chào Xuân Đại, cảm xúc của bạn như thế nào khi ngày hôm nay đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League? Bàn thắng hôm nay là trong một trận đấu cuối cùng của V-League mà em cũng ít được ra sân, mà em ghi bàn là em cảm thấy rất là vui mừng và hạnh phúc ạ. Trận đấu ngày hôm nay thì nó không có ý nghĩa nhiều về kết quả khi mà hai đội thì đã đều sớm kết quả trước trận đấu đã sớm ăn bài rồi. Tuy nhiên thì với những cầu thủ trẻ như như Đại thì những trận đấu như thế này nó có những ý nghĩa như thế nào? Có những ý nghĩa rất là to lớn đối với em ạ. Bởi vì bọn em là tiền đạo mà lại cầu thủ trẻ, lại rất ít được khi vào sân. Mà em đã ghi bàn được thì là có dấu ấn của huấn luyện viên, này em phải là rất là vui mừng. Ngày hôm nay thì cầu thủ Sông Lam Nghệ An đều thi đấu rất quyết tâm. Không biết trước trận đấu thì huấn luyện viên Phan Như Thuật đã chia sẻ những gì với các bạn? Huấn luyện viên Phan Như Thuật là bảo bọn em là đã là vậy, có tinh thần của Sông Lam Nghệ An là đầu tiên, rồi xong là mới để lối chơi ạ. Bọn em may mắn đã hoàn thành được chỉ tiêu của huấn luyện viên đề ra. Với cá nhân Xuân Đại thì mục tiêu của bạn ở mùa giải tới đó là gì? Mục tiêu của em là sẽ cố gắng đá được thật là nhiều trận ở V-League và cố gắng ghi bàn. Cảm ơn bạn và chúc bạn may mắn ở mùa giải tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.